Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay là cuối tuần rồi cô chú anh chị, thì sau 5 tuần đi về Việt Nam ha và 1 tuần ở nhà nghỉ ngơi thì tuần sau là các bạn nhỏ đã chuẩn bị vào học rồi cô chú anh chị. Hôm nay cuối tuần thì Tony ở nhà phụ Kim cắt cỏ và sau đó là sơn cái bộ bàn ghế ha. Rồi buổi chiều sẽ dẫn hai anh của Chi đi ăn một ngày cuối cô chú anh chị. Rồi chia tay hai anh để hai anh đi về đi học rồi tuần sau lại gặp tiếp ha cô chú anh chị. Chi lâu rồi không có được chạy xe này cô chú anh chị, nên giờ lấy xe ra chạy mà giống như là Chi nhát đó mọi người. Chị thả dốc mà sợ cô chú ơi, mà không dám chạy mọi người. Không leo lên chạy. Để em búp bê ngộ còn sao nữa, chịu nổi. Rồi leo lên chạy đi. Cái bộ đồ từ Việt Nam mang qua mặt nè cô chú anh chị. Xin chào cô bà cô chú. Cô chú anh chị ơi, đây là Kim có quà từ Việt Nam nè mọi người. Có mấy cái đồ cột tóc, cài tóc với lại có hai bộ áo dài nữa. Tặng who is it for? Tặng Erin nè chị. Tặng cho hai bé ở nhà đối diện ha. Đem qua tặng nhà hàng xóm đó cô chú anh chị. Hồi sáng này mình sáng nay Kim dẫn Chi đi chạy xe đạp đó. Xong rồi gặp mẹ của hai bé nè, rủ chiều qua chơi. Đi ở ngoài sao vừa con? Ra ngoài sao? Đi đường sao? Sao xe xe được cả đó. Giờ dẫn Chi qua đây cho Chi đây chơi xong rồi Kim đi về. Chút nữa qua đón. Má có hư máu. I didn't know you were home. Ba chị hôm nay ở nhà đã cắt cỏ với lại sơn cái bàn cho Kim xong rồi cô chú anh chị. Cái bàn với cái bộ ghế này nè là hồi đợt mình mua đó, xong rồi đi về Việt Nam luôn là chưa có thời gian, hôm nay mới có thời gian để sơn lại đó cô chú anh chị. Giống như sơn một cái lớp này để chống nước á mọi người, để mình để ngoài sân vườn á không có bị thấm nước ướt nè. Nhưng mà cái này người ta kêu là sơn 3 lần lận sơn để cho nó khô xong rồi sơn lại, nhưng mà hôm nay chỉ sơn mới có một lần thôi cô chú anh chị, thì tuần sau mình mới làm nữa được mọi người. Tại vì sáng mai là ba Chi đã đi công tác rồi cô chú ơi. Xin chào công tác cô chú. Bây giờ cả nhà Kim đi ăn hả cô chú anh chị. Tại vì chiều nay là hai anh của Chi đi về rồi, chuẩn bị tuần sau là đi học rồi mọi người. Bây giờ là cuối tuần rồi, cho nên là dẫn hai anh đi ăn xong rồi sẽ đưa hai anh về luôn mọi người. Cái hoa này bữa nay nó vẫn còn nè, đẹp quá chừng hả cô chú anh chị, giống như cánh bướm vậy đó. Kim thích cái hoa này lắm luôn. Trời hôm nay được 22-23 độ hết cô chú anh chị. Trời nắng nguyên ngày, hôm nay sẽ không có mưa mọi người. Ấm áp này, hôm nay ra đường không cần phải mặc áo khoác rồi cô chú anh chị. Cái vườn này nè, cái nhà này hồi lúc trước có mấy cái cây trước cửa đó mọi người, rất là tùm rậm rạp luôn. Xong rồi người ta cắt bỏ mấy cái cây đi, xong rồi giờ làm cái khu vườn này đẹp quá chừng nè mọi người. Cái hoa này giống như bên vườn của mẹ Kim nè. Cái hoa này nó nở rất là lâu luôn, phải mấy tháng luôn á cô chú anh chị. Cái này chắc năm sau Kim phải mua và Kim trồng, đẹp quá. Tới rồi cô chú anh chị, bên cái góc bên đây là cái nhà hàng trong đây hả mọi người. Cái nhà hàng này cũng mới mở cách đây vài năm thôi cô chú anh chị. Thì ở Anh, những cái nhà hàng Anh đó cô chú anh chị, trong menu, trong thực đơn sẽ không có nhiều món mọi người. Ở đâu cũng có những cái món giống như là giống nhau á. Mấy bé nhỏ nhà Kim ăn thịt gà, còn Chi thì ăn xúc xích cô chú anh chị. Kim thì ăn cánh gà thôi. Còn ba Chi thì có cái bánh này nè, cái bánh ở trong mà nhân thịt bò với khoai tây đó cô chú anh chị.
Ở cái quán này người ta bán bột ăn sáng, ăn trưa và ăn tối luôn đó mọi người, lúc nào cũng đông hết trơn á. Tại vì giống như là cái nhà hàng này là mới mở nè. À, đồ ăn nói chung thì cũng không có đặc sắc, nhưng mà không gian nó rộng rãi đó cô chú anh chị, có chỗ cho trẻ em chơi đó, cho nên là người ta thường ưu tiên ở đây hả mọi người. Đã ăn xong rồi đi về cô chú ơi. Hai anh của chị mẹ đã đón về rồi. Đây là cái nhà gần nhà Kim nè. Người ta trồng hoa quá chừng đẹp hết cô chú anh chị. Cái nhà này cũng rất là yêu hoa luôn. Thấy mùa nào cũng có hoa khác nhau hết trơn mọi người. Buổi chiều vẫn là trời ấm áp ha. Bây giờ cũng 6 giờ mấy 7 giờ rồi cô chú anh chị. Bây giờ về mình nghỉ ngơi luôn.